Kính chào toàn thể bà con nhân dân đã đến với Thế giới Dược liệu Xanh Nam Dược Phan Kỳ, kênh thông tin hữu ích cho sức khỏe cuộc sống. Trong video lần này Thế giới Dược liệu Xanh xin giới thiệu đến bà con về cây quýt gai. Cây quýt gai là cây thuốc nam quý hiếm với nhiều công dụng chữa bệnh rất hiệu quả như ho hen, cảm sốt rán cắn. Bên cạnh đó, nó còn là một trong bốn vị thuốc điều trị bệnh thận hư rất nổi tiếng Thế giới Dược liệu Xanh sẽ bật mí cho bạn những tác dụng cũng như cách dùng chữa bệnh của loại dược liệu này nhé còn gọi là cây tầm song, cúc keo, cam trời, cây độc lực, cây gai xanh, tử bính lạc, cây quýt gai là cây gỗ nhỏ, cao khoảng chừng 10 mét, thân có gai, thân thái sắt lát có màu vàng nhạt. Cây mọc hoang khắp nơi ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta, chúng ta thường gặp ở những bờ rào, lẫn với cây tre hay các cây bụi khác. Ngoài ra, nó còn phân bố rộng sang các tỉnh của Trung Quốc, ở tỉnh Quảng Châu nó thường được gọi với tên tử bính lạc. Để làm thuốc người ta thường dùng cành và lá tươi hay phơi hoặc sấy khô. Ngoài ra, người ta còn thu hái rễ quanh năm nhất là vào mùa thu, sau khi hái về đem rửa sạch, rễ nào nhỏ thì để nguyên, còn rễ to thì lấy vỏ. Cách sử dụng cây quýt gai hiệu quả. Cành lá hái tươi sao vàng sắc đặc uống chữa những bệnh về đường hô hấp, hò, hen, càm, sốt, thấp khớp, rán cắn. Ngoài ra gai tầm sọng, gai tầm xoang còn được sử dụng làm thuốc chữa bệnh thận hư, cây trở nên nổi tiếng với cái tên cây quýt gai trong bài thuốc Nam bốn vị chữa bệnh thận hư ở Bình Định. Tác dụng của cây quýt gai Theo y học cổ truyền, cây gai tầm song là vị thuốc chữa phong thấp hiệu quả với cách dùng đơn giản, chỉ cần dùng toàn thân cây cắt nhỏ sau đó đem sao vàng hạ thổ rồi đem sắc uống. Ngoài ra, cây quýt gai còn có tác dụng điều trị ho, chữa rán cắn, sâu răng, làm tan máu bẩm ứ, thông hoạt kinh mạch, giúp trừ tà, giảm đau nhức. Cây quý gai chữa suy thận, viêm thận, chỉ cần dùng kết hợp 4 vị thuốc bao gồm cây muối 20g, cây quýt gai 20g, cây mực 20g, cây nổ sấm đất 20g. Đem tất cả dược liệu đi sao vàng hạ thổ, sau đó đem rửa sạch rồi đun với 1,5 lít nước sắc uống, đun đến khi cạn còn 500ml, thì tắt bếp và chia thành 3 lần uống trong ngày. Cây quýt gai có công dụng chữa xương tấy, ứ huyết. Sử dụng lá quýt gai 40g, lá bạc thau 40g, trộn chung hai dược liệu lại với nhau rồi chia thành 2 phần bằng nhau. Một phần đem phơi khô, sao vàng hạ thổ rồi sắc uống, phần còn lại dùng để tươi, giã nhuyễn rồi đắp lên chỗ bị thương. Chữa mụn dò lâu ngày có mủ bằng cây quýt gai. Dùng lá quýt gai 30g, lá chanh 30g, tinh tre 30g, đem tất cả dược liệu phơi khô, rồi tán nhỏ, dây bột mịn, sau đó rắc và băng lên chỗ có mụn. Nên làm 1-2 lần trong ngày. Cây quýt gai chữa rắn cắn, dùng lá quýt gai tươi, sau đó đem đi rửa sạch rồi giã nhỏ, cho thêm một ít muối và một chén nước đun sôi để nguội, chắt lấy nước uống, còn phần bã dùng để đắp vào vết thương. Công dụng cả bốn cây thuốc nam, vì là các vị thuốc đều có công năng chữa suy thận, viêm thận hiệu quả với cách dùng đơn giản như sau. Gai tầm sọng, 20g, cây mực, 20g, cây nổ, 20g, cây muối, 20g, sắc với một lít nước uống trong ngày cây nổ có vị đắng, tính lạnh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi bàng quang, chữa cảm, sốt. Cây muối giúp thanh nhiệt cơ thể, điều hòa khí huyết. Cây quýt gai có tác dụng trị cảm ho, sốt, sâu răng, hỗ trợ trị gãy xương, hư thận, rán cắn. Cây mực hay còn gọi là cây phèn đen trị thân hư, sỏi thận, sỏi bàng quang. Ưu điểm của các vị thuốc trên là dễ tìm, dễ mua, giá thành rẻ, sử dụng không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến sức khỏe cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi nếu thấy đây là thông tin hữu ích cho sức khỏe thì hãy chia sẻ cho anh chị em bạn bè và người thân và đừng quên bấm đăng ký để đón nhận những video mới nhất của chúng tôi